Rồi, hello, xin chào tất cả anh em trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Thì hôm nay mình xin giới thiệu anh em cái sản phẩm là mẹt bán nguyệt bẫy chim bìm bịp này. Đó. Thì cái mẫu mẹt này thì bên mình là mẫu mẹt thép 5 ly nhá. Đấy. 5 ly. Đảm bảo dày và chắc chắn cho em này. Đó, nhìn cái mẹt rất là cứng cáp nhá. Đấy, dày dặn cứng cáp. Đấy, lò xo thì bao bật mạnh. Đấy, bên mình thiết kế cái cầu tử tròn này về anh em có thể là đánh thêm mồi ăn như là nhái. Còn không anh em mà đánh bịp giả thì anh em đặt như này. Đó. Là bịp bổi về nó đạp là sập thôi nhá. Đó. Cái dù này dù bên mình làm dù đậu 6 này. Đậu 6 mắt 7 phân. Anh em đánh được cả cuốc luôn nhá. Đó. Anh em đánh cuốc, đánh bìm bịp, đánh đa đa. Đấy, kể cả đánh gà nhà, đấy muốn bắt thịt thì đánh gà nhà. Đấy, mình sẽ thiết kế cho đánh được cả cuốc. Đó. Thì anh em nào ưng đánh cuốc về đánh để đánh cuốc thì mua thêm con cuốc nhá. Còn hôm nay clip mình giới thiệu anh em là con bìm bịp giả bên mình này, hàng bơm keo này. Đó. Đấy, hàng bơm keo cho anh em. Đấy. Ngoài ra bên mình cung cấp file tiếng đầy đủ cho anh em nữa nhá. Đó. Đây, anh em chưa có loa thì bên mình cung cấp loa, còn anh em mà có loa rồi. Có loa rồi thì thôi nhá. Đó. Loa này thì bên mình có thẻ nhớ đầy đủ cho anh em rồi, anh em về chỉ việc dùng thôi. Đó. Thì cái mẫu loa này thì có điều khiển từ xa này. Đấy, có cục sạc. Đó. Thì trong cái loa này thì mình có tải đầy đủ tiếng cho anh em, về anh em chỉ việc dùng thôi nhá. Đó. Hàng loa này hàng loa Đài Loan nhưng mà hàng loại 1 nhá, xài bao bền, bao chắc, bao ngon cho anh em. Đó, anh em thấy không? Đó. Mình sẽ tải tiếng cuốc, tiếng bi bịp đầy đủ cho anh em. Đó, anh em mở to bằng cái này nhé. Ví dụ anh em có loa rồi mà chưa có file đánh thì anh em kết bạn Zalo mình tặng qua Zalo, hoặc anh em mua thêm cái thẻ nhớ nhé. Đấy, thẻ nhớ như này. Đó, thì thẻ nhớ thì mình bán thẻ nhớ. Đấy, anh em mua loa thì mua loa. Đấy, còn cái mẹt đây thì anh em mua combo, mình bán combo nhá. Đấy, mua combo thì nó sẽ rẻ hơn nha anh em. Còn anh em mua lẻ thì nó hơi cao một tí. Đấy. Thì anh em đặt hàng thì liên hệ mình qua số điện thoại để trên tiêu đề clip nhá. Đó. Bên mình tư vấn và hỗ trợ cho anh em nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, anh em cứ kiểm tra trước khi thanh toán giúp mình nhá. Rồi, xin chào tất cả anh em.